có cái lực chứ. Hôm nay châu mọi khi ha. Hôm nay mình châu hơn mọi khi ha. Đúng rồi, bình thường chạy 1.5 giây là thở oxy rồi. Hôm nay là tới 2-3 giây. Có tiến bộ. Cẩy vợt. Trời ơi xong đánh. Bên kia sân trong cùng, hai cô gái, một trai một nữ, từ trong quân đội ra, cũng rất là ác.